Phải không? Anh đợi em có lâu không? Ê, cũng không lâu lắm. Ủa? Sao tự nhiên nay mua nhiều quá vậy? À, nãy em mới đi ra nhà sách với Ánh Dương và Thiên Minh á. Xong rồi cái mua được mấy cuốn chuyện ngôn tình. Mẹ nói anh nghe nha, em thiệt sự là không hiểu nổi. Mỗi lần mà đi nhà sách với hai người đó như là cực hình vậy. Cứ dắt em vô cái chỗ mà quầy chuyện trinh thám, xong rồi kể ba cái chuyện chết chóc giết người. Bộ cuộc sống này chưa đủ áp lực hay gì cũng kể ba cái đó nữa. Em nói anh mới nhớ thằng Hải Dương. Mình nét nó y chang luôn á. Hải Dương á hả? Mà em hỏi nha, dạo này Hải Dương có cái gì lạ lạ không? Lạ? Lạ là sao? Ý là Hải Dương đang quen cô nào á. Sao dạo này thấy em có vẻ quan tâm đến chuyện tình cảm của thằng Hải Dương quá vậy? Hay là... Không có đâu. Em với Hải Dương á, không có gì hết đó nha. Tại dạo này em thấy ổng ở trong phòng học rơm á, cứ lạ lạ sao á. Là em hỏi thử. Nếu vậy thì theo suy đoán của anh nhá, có vẻ như thằng Hải Dương đang quen một ai đó trên mạng. Mà chính xác hơn ấy là trên cái page chuyện trinh thám. Page chuyện trinh thám hả? Đúng vậy. Mà sao anh nghĩ vậy? Tại vì nhá, em để ý mà xem. Gần đây anh thấy thằng Hải Dương suốt ngày lên cái page đấy, rồi vừa xem vừa nhắn tin rồi còn tủm tỉm cười các thứ. Mà rõ ràng cái trang đấy toàn là giết người, cướp của, giết chóc các thứ. Có gì đâu mà cười đúng không? Chắc chắn nó phải có gì đó mờ ám. Chính xác. Rõ ràng là ổng chứ không ai hết trơn. Đúng. À, thôi xin lỗi. Xin lỗi xíu, đừng giận nha. Tôi biết rồi. Hết hồn, biết cái gì? Tôi biết là ai rồi. Biết là ai? Là chuyện gì? Thì biết ai là người tỏ tình với bà rồi. Ai vậy? Tôi nói nghe. Ủa xong bài tập vậy hả? Ủa đang nói cái chuyện kia mà quẹo qua chuyện bài tập làm gì? Cho tôi mượn chép đi. Không được, tự làm mới hiểu bài được chứ. Thì bây giờ tôi chép bài cũng hiểu mà. Không, tự động não đi. Vậy đi cho công bằng, giờ mình trao đổi đi. Trao đổi gì? Thì tôi sẽ nói cho bà bí mật ai là người tỏ tình bà. Bù lại, bà đưa dễ tôi chép. Sao mà tôi biết tin bà bán cho tôi có chính xác hay không? Tin này đương nhiên là chính xác rồi. Tôi moi từ anh Mẫn mà, làm sao mà sai được. Nói bạn nghe, anh Mẫn nói á, hình như là dạo này Hải Dương đang yêu ai đó trên mạng. Mà cụ thể nha, tại cái người đó ở trên bay trinh thám chung với bà đó. Lúc nào Hải Dương nhắn tin, cái gì cũng cười, xong rồi rất là vui vẻ luôn. Nên là tôi chắc chắn với bà, người đó chính là Hải Dương. Trao đổi rồi mà. Ai nói? Bà nói, tôi đâu nói. Với lại tôi có chấp nhận đâu. Tôi mới hỏi con câu bà tự nói ra hết chứ bộ. Gì xui vậy trời. Quýt cho đi thì cam cũng phải cho lại chứ. Ở đây không có quýt cam gì hết á. Chỉ có Kirin IMUSE để bà tỉnh táo học bài thôi. Tôi đã nói vậy mà bà còn không cho tôi chép nữa. Ác ghê. Đây nè, mở sẵn cho luôn nè, uống đi rồi có sức học. Biết bà hay buồn miệng, tôi thủ sẵn cho bà luôn nè. Trời ơi, nay xịn vậy. Đó, chịu học chưa? Chắc chắn là phải chịu học rồi. Chị có sao không? Không, chị không sao. Chị làm gì mà bê nhiều sách dữ à? Tại sắp thi rồi nên là chị phải tranh thủ học á. Ủa mà em nghe bảo chị sắp vào trường Y hả? Em nghe ai nói vậy? Gia Nghi. Ước mơ của chị là vô trường Y á. Ê, mà em nghe bảo á, vào trường Y á là phải cả chục năm mới ra trường. Mà khi chị vào trường Y rồi á thì tỷ lệ chị có người yêu thấp lắm. Nên là nếu như chị muốn có người yêu thì chị nên tìm từ bây giờ đi. Em nói sao vậy? Chị thấy dễ có người yêu hơn á. Tại vì chị rất là dễ bị thu hút bởi những người mà tập trung vào công việc của họ. Nhìn có ngầu ngầu sao á. Ủa, tự nhiên nói cái chuyện này. Cảm ơn em, đây chị mang về lớp. Thôi, được rồi, đằng nào cũng tiện đường. Để em bê về giúp chị, đi thôi. Cảm ơn em. Ủa, ông qua đây kiếm Ánh Dương hả? Không có, tôi tìm Thiên Minh để lấy cuốn tập mà hôm trước Thiên Minh mượn chép bài á. Thiên Minh đâu rồi? Ông đi vệ sinh rồi. Thôi, để tôi lấy luôn cho lẹ. Ừ, cuốn tập màu xanh dương. Ok, màu xanh dương, màu xanh dương. À, đây nè. Ừ, cuốn này. Rồi, cảm ơn Nghi nha. À, tôi về trước này. Bye bye. Bye bye. Hết sáp. Trời đất ơi Thiên Minh, không lẽ... Tôi nói thiệt á, rõ ràng là tôi thấy đó nha, ông Thiên Minh tính xác suất phần trăm cặp đôi của người tên Dương với người tên Minh. Nhưng mà người như Thiên Minh làm gì chơi trò trẻ con đó. Bà không có biết gì hết á. Người ta có một câu nói nha, tình yêu như thể mưa rào, thông minh đến mấy yêu giàu cũng ngu. Ông Thiên Minh là một ví dụ điển hình á. Mà tính ra cũng khổ ha. Nếu mà ông thật sự thích bà như vậy, xong rồi ông giấu trong lòng không nói, chắc là ông khổ tâm lắm. Chào mấy ơi. À đúng rồi, chiều nay tụi bay có rảnh không? Ủa Chi có vụ gì hả? Trần có mấy bạn nữ xinh lắm, chiều rủ đi uống cà phê nói chuyện chơi. Ê được đấy, có gái xinh không quen anh em à? Sao mà tao quen được hai anh bay được? Sao, đi đúng không? Hỏi thừa tất nhiên là đi rồi. Còn anh sao? Tao... chiều này tao bận lên thư viện này. Thư viện á? Ừ. Ủa? Tao có nóng sốt gì đâu. Sao mày nó sảng vậy? Ừ. Sảng gì mà sảng? Ủa không sảng sao mày đòi lên thư viện đi học? Mày đâu phải là kiểu người mà thích lên thư viện đâu. Ủa? Mày quên rồi hả? Mày trong đội tuyển thể thao của trường mà. Được tuyển thẳng vào đại học mà. Thì tại có một người nói với tao là họ thích một người tập trung vào sự nghiệp, mà tao thì muốn người đó hướng về phía tao. Nói chung là tôi hiểu mà. Ừ. Nó nói cái gì mày ơi? À, biết nó đâu. Thôi, nói chung là hai bay vui vẻ nhá. Tao đi trước đây. Bye bye. Anh Dương hẹn tôi ra đây có gì không? Người tỏ tình với tôi là ông đúng không? lại đi, khòm quá. Em rơi có bay tìm người, sao ẩn mình nơi đâu chẳng tìm được em ơi, chờ em đợi em cũng đã lâu rồi mà sao anh chưa thấy em ơi, người à đang ở đâu em ơi, đang ở đâu? Bác thang lên hỏi ông trời, ông giấu người yêu con ở nơi nào ông ơi? Ông trả lời là em còn chờ đợi, yêu đương gì lời còn phải phai, chẳng phải tin tự dưng đến thôi. Bụng vô bụng ơi.